một dân tộc có truyền thống hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Một quốc gia phải bao năm hứng chịu sự khốc liệt của chiến tranh và thôn tính văn hóa của bọn ngoại xâm. Nhưng bằng ý chí quật cường, truyền thống yêu nước và tinh thần kiên định, quyết giữ gìn văn hóa của dân tộc, họ đã khiến cả thế giới phải cảm phục và ngưỡng mộ. Bằng những chiến thắng oanh liệt, quật ngã mọi kẻ thù, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc. Đó chính là dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng và giàu truyền thống văn hóa. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, trong quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn xác định văn hóa là thành quả hàng ngàn năm lao động và sáng tạo, đấu tranh kiên cường trong dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để hun đúc tâm hồn, khí phách, bản lĩnh của văn hóa Việt Nam. Chính vì thế, nhiều nghị quyết, thông tư và thông tri của Trung ương chỉ đạo xây dựng và phát triển trên mặt trận văn hóa ra đời. Đáng chú ý là ngày 16 tháng 7 năm 1998, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 đã ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết Trung ương 5 ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu nghĩa vụ xây dựng và phát triển văn hóa của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mời anh về thăm quê em, ngắm cò bay trên đồng bạc ngang. Mùa vui ghé nối đuôi nhau, chớ lùa về qua mặt cần dưng. Châu Thành là một huyện nằm cạnh sông Hậu, một vùng đất có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, nên sớm thu hút các cộng đồng dân cư đến lập nghiệp và có sự cộng cư, giao lưu văn hóa của bốn dân tộc anh em, gồm Kinh, Khmer, Chăm và Hoa, góp phần tạo nên sắc thái văn hóa đa dạng, phong phú. Để phát huy hiệu quả, nhiều phong trào cuộc vận động được phát động, trong đó nổi bật nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương không ngừng phát triển. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nói chung và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nói riêng, nhìn chung là được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bởi lẽ, phong trào này đã có cái sự tác động khá tích cực, làm thay đổi từ nhận thức cho đến hành động của nhân dân nói chung, trong đó có cán bộ đảng viên nói riêng. Do vậy, cái hiệu quả của phong trào đã có cái tác dụng rất là tích cực trong cái việc, tức là thúc đẩy cho cái kinh tế xã hội phát triển, đồng thời đảm bảo gìn giữ là an ninh trật tự ở trên địa bàn. Giá trị chúng ta đặt ra chính là cái chỗ là nhân dân đoàn kết, tương trợ, gia đình hòa thuận, cùng nhau để mà là chăm lo, xây dựng, làm kinh tế để mà là ổn định cái cuộc sống. Từ đó, tinh thần đoàn kết của dân tộc không ngừng lớn mạnh, lòng yêu nước giúp đỡ nhau trong cuộc sống được thể hiện rõ nét qua kết quả vận động quỹ vì người nghèo, xã hội từ thiện. Trong 15 năm qua, đã có biết bao tấm lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân giúp đỡ và hỗ trợ của cải, vật chất
tinh thần cho việc cất và sửa chữa gần 4.500 căn nhà đại đoàn kết với số tiền ủng hộ hơn 40 tỷ đồng, giúp cho hàng ngàn hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường và nhiều hoạt động ý nghĩa khác với tổng kinh phí gần 45 tỷ đồng. Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hàng trăm tỷ đồng được các thành phần xã hội đóng góp trong 15 năm qua để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn như xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, cất trường, xây dựng trạm y tế, góp phần làm cho nông thôn ngày càng khang trang, thông thoáng, giao thông an toàn, giao thương mua bán trao đổi hàng hóa được thuận lợi. Cuộc vận động và phong trào không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn dấy lên phong trào để nhiều gia đình, khu dân cư, ấp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thi đua xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, khu dân cư tiên tiến. Đến năm 2015, toàn huyện đã có 38.290 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 93,47%, 64 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, đạt 100%, và 132 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa, nhiều khu dân cư tiên tiến, 6 chợ đạt chuẩn chợ trật tự vệ sinh. Trong xây dựng xã văn hóa nông thôn mới sẽ được Vĩnh Thành, Càng Đăng và Vĩnh Nhuận thực hiện đạt trong năm 2015. Và vừa qua, thị trấn An Châu được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, nhiều phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến. Tiêu biểu là phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, phong trào 503 sạch hay mô hình các nhà tình thương, mô hình gia đình vượt khó nuôi dạy con cháu thành đạt. Và chỉ tính riêng từ năm 2011 đến năm 2015, toàn huyện đã có 157 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 236 mô hình trên lĩnh vực an sinh xã hội và 73 mô hình trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, phát huy được hiệu quả và đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã có nhiều hoạt động phong phú đa dạng. Phòng văn hóa, trung tâm văn hóa, trung tâm thể dục thể thao huyện Châu Thành và các xã thị trấn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi như hội thi đờn ca tài tử, đại hội thể dục thể thao, hội thi kể chuyện Bác Hồ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã trở thành phong trào lớn, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, đã có hơn 53.000 người và gần 30% hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Bên cạnh đó, việc tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa tại cơ sở cũng được huyện quan tâm đầu tư. Đến nay, toàn huyện có 3 xã có nhà văn hóa, 18 điểm đọc sách báo và 142 câu lạc bộ bóng đá, quần vợt, võ thuật được xã hội hóa từ việc đầu tư cơ sở vật chất đến sân bãi. Song song đó, huyện còn đầu tư các dụng cụ luyện tập thể dục thể thao nơi công cộng để phục vụ nhu cầu rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho người dân. Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân, hàng năm, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở không ngừng được đầu tư, nâng cấp. Tính đến nay, toàn huyện đã phủ sóng 85% dân số với nhiều chương trình được sản xuất và phát sóng hàng ngày. Trên lĩnh vực giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Trong đó, ngành chú trọng phát triển quy mô hợp lý, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh nhiều phong trào như phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Bên cạnh đó, công tác xây dựng môi trường văn hóa tại các địa phương luôn được chú trọng. Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường diễn ra sôi nổi,
như ra quân trồng cây xanh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, tạo cảnh quan đường thông hè thoáng. Đặc biệt, phong trào làm hàng rào, cột cờ, làm đèn đường lộ giao thông nông thôn đã trở thành phong trào và hoạt động thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng. Đến nay, toàn huyện có hơn 24.800 hộ làm hàng rào, cột cờ, góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp, bộ mặt văn hóa nông thôn không ngừng thay đổi. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả như mô hình cổng rào an ninh, diễn đàn công an xã lắng nghe kiến nhân dân, mô hình tự quản về an toàn giao thông hay thành lập địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn giữ vững, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương. Công tác bảo tồn, phát huy các di tích văn hóa của địa phương luôn được chú trọng. Hiện huyện Châu Thành có 2 di tích lịch sử cách mạng, 2 di tích kiến trúc văn hóa nghệ thuật, 2 nhà bia ghi danh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và 3 bia chiến thắng đang được bảo tồn và phát huy. Song song với công tác bảo tồn, phát huy các di tích văn hóa, thì các hoạt động lễ hội như lễ vía Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành cùng nhiều lễ hội kỳ yên, đình chùa khắp các địa phương đã diễn ra trật tự, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật và không kém phần trang nghiêm, nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai quang mở đất và cầu mong mưa thuận gió hòa. Việc cưới, việc tang được nhân dân tổ chức đơn giản, ngắn gọn, tiết kiệm nhưng không kém phần nghiêm túc, đồng thời xóa bỏ các hủ tục không phù hợp với đời sống hiện nay. Có thể nói, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tích cực xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, mà còn thể hiện tính đa dạng, tiên tiến, đậm đà bản sắc và mỗi dân tộc luôn giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của mình. Kính thưa quý vị, toàn tỉnh An Giang có khoảng 13.000 người Chăm, bà con sinh sống tại 9 xóm và theo đạo Hồi Islam nằm rải rác ở nhiều huyện. Xóm Chăm ở huyện Châu Thành có 220 hộ dân với hơn 1.000 người thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hành. Đây là xóm có số hộ ít nhất trong 9 xóm Chăm của tỉnh An Giang. Theo lời kể của nhiều cư dân nơi đây, thì vào năm 1978, các hộ gia đình người Chăm nghèo ở 8 xóm Chăm trong toàn tỉnh thiếu đất canh tác nên được tỉnh đưa về vùng kinh tế mới, rồi địa phương cấp đất để làm ăn, dần dần mà hình thành nên xóm Chăm ở Vĩnh Hành. Nhờ có sự quan tâm của đảng và nhà nước cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, bây giờ đồng bào dân tộc Chăm ở nơi đây có cuộc sống ấm no, sung túc. Chính sự sung túc ấm no và tinh thần giữ gìn bản sắc văn hóa của mình nên không chỉ dân tộc Chăm ở Vĩnh Hành mà còn dân tộc Khmer, dân tộc Hoa sinh sống trên địa bàn huyện Châu Thành luôn bảo tồn nét văn hóa độc đáo riêng. Dù là người Kinh, Khmer, Chăm hay Hoa đều thể hiện cách sống của người dân Nam Bộ. Họ đều tôn kính, thờ phụng ông bà tổ tiên, kính trọng thần hoàng, thần thánh. Họ yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống, chòm xóm, láng giềng. Họ cùng nhau lao động sản xuất, mở đất, giữ đất, cùng giao lưu văn hóa sinh hoạt, tạo nên một đời sống mang đậm bản sắc dân tộc. Thành tựu trong 15 năm xây dựng phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng GDP 13,5% đạt chỉ tiêu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Đáng chú ý là GDP bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng một năm, vượt xa chỉ tiêu là 33.546.000 đồng, với tỷ lệ đạt là 128,6%.
Cũng trong 5 năm qua, toàn huyện có 1.126 hộ thoát nghèo, 1.208 hộ thoát cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,72% vào năm 2015. Có thể khẳng định, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã làm chuyển biến nhận thức, nêu cao truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Phong trào đã huy động được các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường trạm, xây dựng hạ tầng văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo đà vững chắc để xây dựng nông thôn mới. Phong trào cũng thúc đẩy các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đồng thời, thông qua phong trào đã rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên từng bước trưởng thành, có bản lĩnh chính trị và quan điểm quần chúng để xây dựng phong trào ngày càng lớn mạnh. Tiếp tục phát triển phong trào, mà cụ thể ở đây là củng cố nâng chất các cái danh hiệu đã được công nhận. Một cái giải pháp hết sức là quan trọng nữa đó là đi sâu tuyên truyền vận động trong nhân dân về quyết định 16 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành các cái tiêu chuẩn tiêu chí của các cái danh hiệu trong tỉnh An Giang. Hàng năm chúng tôi tập trung kiểm tra, đánh giá, nâng chất các danh hiệu trên địa bàn. Thông qua cái hoạt động củng cố của ban chỉ đạo cấp huyện cũng như là cấp xã, do cái tính chất rất là quan trọng của phong trào, cho nên cũng đề nghị lãnh đạo các cấp tiếp tục có cái sự quan tâm chỉ đạo đối phong trào để các phong trào ngày càng nâng cao về chất lượng cũng như là hiệu quả thiết thực ở trong từng cuộc sống, trong từng cái địa bàn. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ở huyện Châu Thành, phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện Châu Thành có 95% gia đình văn hóa, 100% ấp giữ vững, ấp đạt chuẩn văn hóa, 100% cơ quan văn hóa, hơn 61% các xã thị trấn đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, 35% người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Với những giải pháp và mục tiêu trên, tin chắc rằng trong thời gian tới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của huyện Châu Thành sẽ đạt được nhiều thành tựu mới. Một ngày mới thắp sáng bao niềm tin, nhà nhà mới ánh sáng nơi làng quê, đường sông mở nông thôn hoa lại về đây khắp mọi nhà. Kia cầu mới nay đã xây vừa xong, ngày hội mới hoa thắm trên đường quê, tình nồng thắm bao trái tim hồng tươi xây đời vui.